Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập tập 4. Chúng ta niệm Phật và chuyển hóa được người thân. Phương pháp để mà chuyển hóa người thân, chắc chắn rằng nhiều người học Phật muốn chuyển hóa những người bên cạnh của mình, nhất là những người mà chúng ta cho rằng họ khó tính. Khi Bác Hồ chúng ta khi Ngài còn tại thế, có lần Ngài cũng nghe nói ở quân đội có một người cũng có chức phận rất hà khắc và rất khó tính với những tăng binh, hà khắc lắm, chịu không nổi. Thì có lần Bác Hồ đến thăm, buổi trưa nắng, Bác Hồ đến thì đem nước ra mời Bác Hồ, thì Bác Hồ kêu đem thêm một ly nước nóng. Thì lúc đó mời cái vị sĩ quan đó đến mời uống nước. Ông giói tay bưng ly nước, nước lạnh, nước mát. Bác Hồ dịnh lại, nói rằng ông nên uống ly nước nóng. Thì buổi trưa nắng nóng vô cùng, uống ly nước nóng làm sao uống nổi đây. Bác Hồ như đoán được tâm ý của ông. Bác Hồ nói rằng nước nóng ông uống không được, vậy thì ông nóng, giận, sân si, khó chịu với mọi người, thì mọi người cũng làm sao sống với ông nổi đây. Cái cách dạy của bác rất hay. Vậy thì bây giờ chúng ta sống với người thân trong gia đình, vợ hoặc chồng, hoặc là ông bà gì khó khăn quá, có khi họ cực khổ với một gia đình, họ lo lắng cho một gia đình, họ tính cho gia đình từng chút từng chút từng chút, lâu ngày họ thành gia trưởng một gia đình rồi, nhìn hình thức của họ giống như khó tính, nhưng có ai hiểu được tâm họ đâu. Họ cũng đâu bao giờ muốn họ khó tính. Như bản thân chúng ta, ai muốn mình khó tính quý vị? Không ai muốn mình khó tính. Vì khó tính là sẽ là cô đơn, thường mọi người ta tránh xa. Giống như một ly nước nóng, mình muốn uống mình cũng uống được. Cháy đắng có ai chịu ăn bao giờ, đúng không? Nên mọi người tránh xa. Hoặc là mọi người có thể gặp nhau nói chuyện vui vẻ, nhưng gặp mình người ta sẽ tản ra. Không ai muốn mình trở thành người như vậy. Nhưng trong gia đình mình lại có những người như vậy. Mình nên có cái góc độ suy nghĩ. Bây giờ mình học Phật mình hiểu, tại vì đặt mình vào người mình sẽ không muốn mình như vậy. Cũng vì gia đình mình
Khi mình la gầy, mình nói họ, họ đều tránh mình. Hoặc họ buồn, họ đổi sắc mặt, họ bỏ đi chỗ khác. Lâu ngày đã hình thành cho con người này trở thành khó tính ở trong một gia đình. Nên những đức khuyên quý vị, hãy dùng niềm vui mà đến với họ, vì họ cũng cần được vui. Một con người khó tính cỡ nào đi chăng nữa cũng cần được người xung quanh mình quý mến mình. Càng tránh xa họ, họ càng khó. Càng tránh xa họ, họ càng buồn và càng tức giận thêm. Nên muốn chuyển hóa được người thân trong gia đình, bản thân quý vị phải là người nghe pháp, cởi mở tâm tư, vui vẻ, an lạc. Dù người thân trong nhà la gầy mình, ông bà cha mẹ mình la gầy mình, bản thân mình làm con cháu, đừng đổi sắc mặt, đừng tránh xa, mà đến gần. Đến gần. Này ba, này mẹ, con có buồn ba mẹ đâu nghe. Nắm tay ba, nắm tay mẹ. Nhưng mình là một đứa trẻ, ngày nào mình ngồi suy nghĩ, cha mẹ, ông bà mình còn sống, chúng ta còn được gặp, chúng ta còn được nắm đôi tay, chúng ta còn nói những lời vui vẻ bên nhau. Nhưng chúng ta có nghĩ một ngày nào khi thọ mạng đến, chúng ta muốn gặp nhau và dính lên tay người thân mình cũng không được đâu quý vị. Mỗi một người hãy dùng cái tình thương mà đến với những người thân của mình. Mình cho họ là người khó khăn. Và người khó khăn cũng nên nghe công đoạn này. Hãy nói ra lời nói của trái tim mình. Mình không muốn như vậy đâu. Vì những người xung quanh mình, những người trong nhà mình hình thành cho mình, và bản thân mình cũng không được nói chuyện với ai những tâm sự này, rồi trở thành một con người gia trưởng khó khăn mà trong gia đình mọi người đều tránh xa. Những người trong gia đình nên giúp họ, đừng bao giờ cho họ là người khó khăn mà hãy tội nghiệp họ, vì họ có khi cũng rất là cô đơn. Rất là cô đơn. Thí dụ như trong một gia đình, cha mình khó tính, mình là con gái, mình có gia đình, mình thương chồng mình vô cùng, mình chiều chuộng chồng mình. Có khi chồng mình đánh mình vẫn thương chồng mình. Vì cha mình la mình, cha mình cũng chưa đánh mình. Tại sao mình không dùng một chút tình thương để đến với cha mình? Người đàn ông thì là người đàn ông, chồng mình cũng là đàn ông mà cha mình cũng là đàn ông. Đã là đàn ông thì ai không thích được nói những lời ngọt dịu. Nhưng khi họ gầy mình, họ nói mình sụ mặt xuống, mình bỏ đi chỗ khác. Trong khi người cha trong gia đình thương nhiều nhất là thương con gái. Mà chính con gái là có thể chuyển hóa được cha dễ nhất. Có khi vợ bên cạnh chuyển còn chậm hơn đứa con gái khi học Phật. Nhất là những bài giảng của Nhân Đức, quý vị tham khảo, nghe đi. Để rồi quý vị hình thành được một lối sống rất nhân sinh, rất vui vẻ, rất an lạc. Rồi đem những sự an lạc đó để chuyển hóa những người bên cạnh của mình. Vì họ thấy mình vui, họ thấy mình an lạc, họ thấy mình gần gũi. Đó là cách để chuyển hóa họ. Nhớ nghe quý vị, những đức ngày xưa cũng là một người cực kỳ khó tính, bực bội trong tâm lên, gặp cái gì cũng muốn chửi. Khi lúc còn thợ nấu ăn mặn ở ngoài đời, gặp cái thứ gì cũng muốn chửi, gặp cái chảo cũng chửi, gặp cái thao cũng chửi, gặp con người cũng chửi, nói chuyện bình thường cũng chửi, người ta cười trước mặt cũng bực mình. À, còn đi dưới sàn nhà, dưới quê miền Tây, nhà sàn, đụng đầu vào cái cây, cầm búa xuống chặt, đi dấp vô cục đá, đau cái chân, cầm cục đá liền. Cái thấy khùng quá trời chưa? Vì mà những đức học Phật bây giờ, những đức còn vui vẻ gần gũi như vậy. Người hôm nay gần gũi quý vị, gần gũi công chúng đông như vậy, là người năm xưa chưa học Phật, là một con người cực kỳ khó khăn, khó tính. Nên những đức khuyên tất cả những người gia trưởng trong gia đình, có những lúc mình có sự quyết định rất mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng có những lúc mình
lại là một con người rất gần gũi, vui vẻ với người thân trong gia đình của mình. Điều đó sẽ giúp cho quý vị không có cô đơn, không có bị xa lánh, và giúp cho gia đình quý vị cảm thấy mát mẻ hơn. Vì mỗi người chúng ta đều muốn gia đình mình hạnh phúc, thì đừng làm cho gia đình mình trở thành một bầu không khí nặng nề. Mỗi một đoàn thể đều y ra như vậy. Người lãnh đạo chúng ta lo cho mọi người. Chúng ta có những lúc đưa lên quy tắc, nhưng có những lúc chúng ta rất hài hước, rất vui vẻ, để họ có những giây phút sống cảm thấy mát mẻ, vui vẻ, an lạc. Họ đã được như vậy rồi, tâm cảm ơn họ phát lên. Vì nhớ kỹ, quý vị nhớ kỹ điều này. Không bao giờ một con người cảm ơn một con người mà khi họ không được vui. Họ vui họ mới cảm ơn được. Họ không vui họ sẽ không bao giờ cảm ơn. Quý vị mà không vui, quý vị sẽ không bao giờ biết cảm ơn người khác đâu. Nên những đức thường nói, nếu đặt mình vào người, mình sẽ thấy thương người, sẽ tha thứ cho người. Khi mình tha thứ cho người thì mình mới chuyển hóa được những người bên cạnh của mình. Hãy nhớ kỹ điều này. Những người sống bên cạnh những đức, những đức chuyển hóa họ là mong họ được tốt, chưa bao giờ những đức bỏ rơi họ. Vì mình học Phật mình hiểu, thân người khó được, Phật pháp khó gặp, có duyên gặp nhau trong cuộc đời, mình mong chúng ta sẽ tốt hơn. Tốt hơn bằng cái gì? Vui vẻ, an lạc, không có mang bộ mặt âu sầu, nặng nề. Mình quý thương một người nào đó, họ cũng quý thương mình. Cái góc độ nhìn thấy, để người đó được vui nhất là thấy mình được vui. Còn mình nặng nề, mình buồn phiền, đó là cái tác động rất là lớn đối với những người thân bên cạnh của mình. Nên mong những người sống trong một gia đình khó tính, hãy suy nghĩ lại. Điều khó tính nó không giải quyết được vấn đề. Dù là một gia đình có cái thành đạt, nhưng mà điều đó cũng làm cho mình nặng nề, khó khăn. Như bản thân những đức bây giờ lo cho gần 2.000 người, thì những đức cũng đâu nhất thiết gặp người những đức phải la gầy họ, và gặp người là chửi mắng họ. Nếu những đức la gầy và chửi mắng họ thì ai đến với những đức? Ngày Chủ nhật bao nhiêu ngàn người đến để nghe những đức giảng pháp, đều là từ những truyền tải những văn tự rất vui, rất an lạc. Có khi những đức nói một câu nghe nó hơi khó khó, mà người ta cũng thấy nó gần gũi, cũng thấy mắc cười, thấy vui. Là tại vì tâm trạng những đức rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Mà tâm trạng những đức nhẹ nhàng, thoải mái là từ đâu? Những đức cởi mở được tâm tư. Chúng ta những cái âu sầu nặng nề, hãy mở tâm lượng rộng lớn ra, để cho những cái âu sầu nặng nề đó bay đi đi. Có Phật hiệu chúng ta mỗi ngày niệm là để mở tâm lượng rộng lớn ra, để những cái buồn phiền nặng nề bay ra đi. Điều đó nó quá đúng quý vị à. Đừng nên để trong tâm những cái âu sầu nặng nề làm gì. Nó không có ý nghĩa gì trong cái cuộc đời chúng ta cả. Dù là đoạn chia sẻ này chỉ 15-20 phút, nhưng đó là một cái trọng lượng rất lớn. Để giải quyết được cái việc gia đình quý vị cảm thấy nặng nề, có một người trong nhà khó khăn, quý vị cho họ là khó khăn, quý vị hãy khó khăn như họ đi. Quý vị chưa đặt vai trò của quý vị vào họ, quý vị cứ cho họ là người khó khăn. Nếu trong gia đình này không có họ, ai là người cầm chủ gia đình này đây? Mình có hiểu cho họ, có những lúc cảm thấy họ bị nặng nề và cảm thấy họ bị cô đơn hay không? Đó là những đức nói trong một gia đình. Và những đức cũng khuyên những người thường người khó tính, hãy điều chỉnh lại. Cũng như câu đầu chúng ta nói, ít có ai muốn cầm ly nước nóng mà uống bao giờ. Kẹt chẳng đã, mình bị ho hen bệnh hoạn, mà uống ly nước ấm thôi. Chứ ai cũng thích uống ly nước mát. Như vậy thì quý vị tại sao không sống bằng một cái tâm an lạc, mà đi giữ cái tâm nặng nề? Có những người chúng ta có những cái thích mà cũng không dám mình thích. Tại sao mình đi sống vô tình với mình như vậy? Thí dụ như có những người gặp Phật Bồ Tát cũng muốn xá lại, mà lại không dám làm việc đó trước mặt mọi người, vì cứ cho rằng ta đây là người mạnh mẽ, quyết đó khó khăn. Bây giờ ta đi lại sợ người ta cười. Bỏ cái tâm nó đi quý vị. Hãy bỏ cái tâm nó đi. Giữ cái tâm đó nó không hay ho gì đâu.
Những cái gì hay thì chúng ta cần học thì học. Những cái gì lợi ích chúng ta cần học thì học. Những cái gì càng cởi mở ra thì chúng ta hãy cởi mở ra. Hãy đem những cái mà u uất trong lòng nói ra đi, để cho nó giải tỏa. Đừng đem nó xuống dưới nấm mộ, để cuối cùng chúng ta trở thành cái nghiệp chướng, đi xuống tam đồ ác đạo. Hãy cởi mở ra, hãy chia sẻ cởi mở ra. Và những người xung quanh học Phật nên giúp đỡ cho họ. Nếu trong gia đình có người khó khăn, đừng nên dội vàng tránh xa họ, mà hãy tập trung lại để thương yêu họ, quan tâm họ. Họ có la mình đừng đổi sắc mặt, mình đừng bực bội với họ. Đó là cách chuyển hóa họ hay nhất. Nên muốn chuyển hóa được người thân khó khăn, khó chịu, thì chính bản thân chúng ta là phải học Phật tin sâu nhân quả. Vì nhớ, lửa cháy, nước dập, nước mát mẻ, nhẹ nhàng, nhưng dập tắt ngọn lửa phừng phừng. Một con người nóng giận, nếu chúng ta cũng là nóng giận, thì làm sao chuyển hóa nhau? Mình là người học Phật, bản thân chúng ta nhẹ nhàng như nước, dập tắt được cái ngọn lửa tâm sân hận của họ. Nên người nữ ví dụ như nước vậy đó, người đàn ông như lửa vậy đó. Người đàn ông có tức tối cỡ nào, người phụ nữ hãy dùng giọt nước cam lộ của tâm mình để dập tắt ngọn lửa sân hận của người đàn ông. Nên người phụ nữ làm vợ chuyển hóa chồng, người phụ nữ làm con chuyển hóa cha. Hãy làm điều đó đi. Trong cuộc đời của người phụ nữ có hai loại đàn ông trong cuộc đời mình: một là cha mình, hai là chồng mình. Nên chúng ta nghĩ người thân sống với nhau, rồi một ngày nào chúng ta cũng xa nhau. Bây giờ còn sống nên trân quý những giây phút được ở bên nhau. Bữa Chủ nhật Nhân Đức chia sẻ một câu nói rằng: qua chặng dịch bệnh chúng ta còn gặp nhau, điều đó rất hạnh phúc. Hãy suy nghĩ những giây phút đó, mà bây giờ nên trân quý những hoàn cảnh mà chúng ta còn được sống với nhau và được gặp nhau trong cuộc đời này. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi, hãy trân quý những thời khóa tu mà những đức hướng dẫn quý vị, hãy trân quý những bài chia sẻ Phật pháp mà những đức gửi đến quý vị, và hãy trân quý những ngày thứ bảy Chủ nhật của chùa chúng ta, để quý vị được gần gũi đến ngôi tam bảo tu tập. Chùa là tổ ấm ta về quý vị, đây là nơi tổ ấm, vui hay buồn, được hay mắc gì, chúng ta cũng có thể đến đây. Giàu nghèo gì chúng ta cũng đi đến đây. Những đức tặng quý vị chiếc khăn này, những đức rất là vui khi thấy quý vị vui, vừa nhận chiếc khăn là tròn vào cổ liền. Dù không phải chính tay những đức tròn vào cổ quý vị, nhưng đó cũng là tấm lòng những đức gửi đến quý vị. Mong quý vị luôn luôn được cảm thấy ấm áp cõi lòng, không cảm thấy buồn phiền, lúc nào cũng tròn chiếc khăn. Đi công việc, đi làm, lúc nào chiếc khăn cũng ở bên cạnh quý vị. Những đức thấy quý cô có chiếc khăn rất là đẹp, hình con công rất là đẹp. Nhưng đức sẽ tìm hiểu, nhưng đức sẽ đặt một lượng khăn đó rất lớn để tặng cho quý vị. Cả cuộc đời của mình mong rằng làm cho người khác được vui. Mình làm cho người khác được vui, bản thân mình như được vui vậy. Nhưng những đức hôm qua gặp một gia đình, khi họ nói chuyện gia đình này rất là gần gũi. Gia đình rất quý mến những đức, đều nghe những đức giảng pháp. Nói chuyện rất gần gũi, rất là vui. Có hai đứa cháu nhỏ gái. Cháu có một cái nghiệp là bứt tóc. Bứt tóc. Và thường ngậm ngón tay suốt, rất kỳ cục. Người mẹ nói cháu bứt tóc đến mức mà bứt muốn chụi một bên luôn. Người mẹ nói một câu với đứa con rằng: thầy Đức vừa điện thoại cho mẹ nói rằng con không được bứt tóc, không được ngậm ngón tay. Ngậm ngón tay sẽ thành sâu. Con ngậm vào là ngậm con sâu. Người mẹ nói tên những đứa ra, hai cháu. Đặc biệt, nguyên một tuần lễ cháu bỏ đứt cái chuyện bứt tóc và ngậm ngón tay. Gia đình lên gặp những đứa mừng, mừng, cực kỳ mừng. Và có một đoạn nói chuyện rất vui, rất gần gũi như một gia đình. Và từ nơi đó mà những đứa thấy rằng
chúng ta là người trong một gia đình, chúng ta nên đem cái đặc biệt nhất để đến với nhau, trao cho nhau trái ngọt, cảm thấy cuộc đời luôn luôn ngọt ngào như ngày lễ phụ nữ. Những Đức nấu chè cho quý vị dùng. Bữa thứ bảy Những Đức cũng nấu chè cho Phật tử dùng. Vì sao? Chúng ta muốn trao cho nhau cái ngọt ngào nhất trong cuộc đời này. Ai mà muốn nhận cái đắng trong cuộc đời quý vị? Cái đắng sẽ làm chúng ta nhăn mặt nhăn mày. Ai mà không thích trái ngọt? Nên từ nơi đó mà mỗi tuần thứ bảy bây giờ Những Đức xuống nhà bếp nấu ăn. Dù một buổi ăn đơn giản, nhưng Những Đức mong đó là tấm lòng của mình nấu lên những món ăn cho hàng Phật tử, cho các cô, các chú, những người được đi đến chùa. Nhất là những Như Đức có duyên với phái nữ rất là nhiều. Quý vị lên tu, Những Đức nấu một buổi ăn cho quý vị, xuống cảm thấy ăn một miếng đồ ăn chính tay thầy nấu cho mình ăn, cảm thấy nó gần gũi, nó ấm áp vô cùng. Những Đức mong quý vị có được niềm vui, có được sự an lạc trong cuộc đời. Trong 48 lời nguyện của Phật có một lời nguyện khuyên mình nên nhàm chán thân nữ. Chắc chắn rằng người phụ nữ có nhiều cái khó, nhiều cái khổ hơn người đàn ông. Từ nơi đó mà Những Đức mong truyền tải pháp môn niệm Phật gửi đến quý vị. Và dù trong hoàn cảnh nào, trong nghịch cảnh nào, quý vị cũng sống được an lạc, cũng sống được tốt, có được niềm vui, siêng năng niệm Phật, nắm chắc có Phật hiệu. Buồn vui gì cũng niệm Phật, được mắt gì cũng niệm Phật, thuận nghịch gì cũng niệm Phật, được thương yêu hay bị bỏ rơi cũng niệm Phật. Hãy nương tựa một bậc đại trượng phu, đó là Phật A Di Đà, chân thật niệm danh hiệu của Ngài thì chúng ta sẽ lìa khổ được vui. Quý vị cố gắng niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Những Đức gỡ câu Phật hiệu này đến những người thường buồn, thường khó tính, thường sân hận. Hãy cởi mở tâm tư ra, nguyện hồi hướng cho quý vị, cởi mở tâm tư ra và đem câu Phật hiệu này xin gỡ đến tất cả những người buồn khổ, những người phụ nữ bị cô đơn, buồn khổ, bị bỏ rơi, buồn chán. Xin nguyện hồi hướng công đức, cầu nguyện cho quý vị được bình an, sống dưới ánh quang minh của Phật A Di Đà, lúc nào cũng vui vẻ an lạc, tín nguyện niệm Phật kiên cố. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.